Đức Tiến xin chào tất cả mọi người đang đến với kênh radio Đồng Ca Nhỏ ngày hôm nay. Và cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn nói chuyện đó chính là cái chủ đề ngày đầu tiên khi thành phố Sài Gòn giãn cách. Thì nhìn qua thì thấy đường xá bắt đầu rộn rịp. Tuy nhiên là với rất nhiều những cái luật mà nó kèm theo thì chúng ta thấy là vẫn còn rất là nhiều những cái khó khăn cho những cái hộ kinh doanh. Một người anh của mình, một người quen cũng có một cái mặt bằng lớn sang là cái quán cũng 1 tỷ mấy. Rồi ngày hôm nay cũng chỉ dám bán gọi là mang đi quán cà phê chứ không dám bán ngồi lại, bởi vì chi phí vận hành quá cao. Bán mang đi để thăm dò chứ còn sợ bị phạt cái lại mất doanh thu. Rồi nhìn xuống những cái hướng những người đi về miền Tây thì chúng ta thấy là những người mà ở sống giáp ranh với lại Sài Gòn với lại Long An thì trước cái ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10 là mở cửa thì họ bắt đầu đi tháo chạy khỏi Sài Gòn. Như là báo Tuổi Trẻ đã đưa tin thì gần như là bị cái chốt chặn ở Long An giữ lại. Trên mạng thì có rất là nhiều những cái video clip mà người ta đăng lại, thấy những cái đoàn người bị kẹt lại những cái chốt chặn đó, họ bắt đầu có những cái phản ứng như là tháo dỡ hàng rào. Đó là những cái phản ứng mạnh, còn những cái phản ứng mà gọi là đau đớn khi bất kể ai là người Việt khi nhìn vào cũng cảm thấy đau đớn. Đó chính là cái hình ảnh rất nhiều người đã quỳ sụp ở giữa đường để quỳ lạy, và những cái hành động quỳ lạy rất rõ và cũng không còn một chút ái ngại gì hết. Những hành động quỳ lạy đó là một cái cách phản ứng cũng giống như là một cách nài vang những người có trách nhiệm cho họ đi qua được cái trạm. Và thậm chí có những hình ảnh đau lòng hơn, đó chính là cái hình ảnh mà Tiến thấy ở trên video clip là họ thắp cả những cái nén nhang cầm trên tay và quỳ lạy. Có những bà mẹ mang thai rồi trẻ em sơ sinh cũng đi tháo chạy trong cái ngày đó, và chúng ta thấy là nhiều cái hình ảnh rất là thương tâm. Thì cũng có những cái cơ quan chức năng ở những cái khu vực đó họ ra thảo luận và thương thảo nói chuyện, khuyên mọi người trở lại cái nơi mà mình đã cư trú. Chứ nhiều khi mở cửa ra rồi thì đến những cái tỉnh khác họ cũng không cho vô thì cũng cũng như không. Nhưng mà hầu hết là đại đa số người dân đều ngủ lại qua đêm và trụ lại ở cái nơi mà bị chặn ở cái cửa ngõ Long An. Rất là khó khăn trong cái sinh hoạt cũng như là khó khăn trong cái chuyện cái hành trình ly hương mà bất kể ai là người Việt cũng không hề mong muốn có chuyện đó xảy ra. Thì nó có rất là nhiều những cái thông tin đưa về những cái chuyện thoát ly ra khỏi thành phố. Tại sao những cái ngày dịch thì họ đi không được là dĩ nhiên là chốt chặn quá nhiều, nhưng chỉ vừa nghe tin thành phố mở cửa thì thành phố mở cửa, chức năng của cái việc đó nó chỉ có thực hiện trong toàn thành phố mà thôi, liên quận, chứ còn về liên tỉnh thì vẫn chưa thực sự là có. Nhiều ý kiến trái chiều nói rằng là những cái người đó dịch bệnh như vậy mà còn chạy đi đâu. Tuy nhiên một số người phản ứng cho đó là những cái ý kiến của những nhà đạo đức giả. Thì gần như đó là những cái chuyện mà nó mâu thuẫn trong người Việt và rất nhiều những cái mâu thuẫn nữa trong cái đại dịch này mà của người Việt trào ra, và rất nhiều những cái mâu thuẫn mà chúng ta cảm thấy là vốn dĩ nó lâu nay nó đã có trong người Việt. Việc họ phải về quê ngay cái ngày mở cửa thực sự nó lại là một trong những cái chuyện, nếu như mà nghĩ thì nó lại là một trong những cái chuyện bị nghịch. Bị nghịch là sao? Là bởi vì nếu như mở cửa thì bắt đầu xã hội bắt đầu trở lại phục hồi theo cách nào đó của chính sách nhà nước, người ta vẫn đi về quê và vẫn tháo chạy về các tỉnh phía Tây.
nó bị nghịch là tại sao người ta không ở lại để mà người ta cùng làm việc và thực hiện kinh tế, thì nói đi thì phải nói lại là bởi vì cái sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Để trở lại với cái mức sống bình thường của những ngày đầu chưa dịch so với cái sự chịu đựng ở một khoảng thời gian dài thì quả thật rất khó để họ có thể phục hồi, cho nên họ phải chọn cái phương án có trở lại hay không thì bây giờ cũng phải đi về quê cái đã. Về quê đôi khi là cái nơi mà họ đã được sinh ra và họ sẽ nhìn ngẫm lại mình trong cái khoảng thời gian họ đã sống ở trên Sài Gòn bao nhiêu năm. Và những ngày tháng mà dịch ở trong nhà chắc chắn họ cũng đã nghĩ về điều đó. Cuối cùng ở trong Sài Gòn thì bao nhiêu năm họ vẫn không tìm thấy được một giá trị bình yên nào đó của một cái người tha phương cầu thực. Đó là một cái điều đáng buồn. Mặc dù trên báo, trên đài đã nói rất là nhiều về vấn đề trợ cấp, tuy nhiên chắc chắn rằng việc trợ cấp này không hiệu quả hoặc là quá ít hoặc là không nhận được, cho nên việc mà thiếu hụt kinh tế cũng như là cái chuyện mà ăn uống hàng ngày, chuyện công việc thì không nói nữa bởi vì có quá nhiều người không làm việc, nhưng mà chuyện ăn thì phải ăn mỗi ngày, cho nên thành ra là chuyện khó khăn họ phải chọn cái cách ly hương là một cái điều cũng dễ hiểu. Trở lại với chính quyền thành phố trong những cái ngày đầu tiên này mở cửa Sài Gòn thì ở trên mạng trong một cái chương trình mà dân hỏi chính quyền trả lời thì phó chủ tịch thành phố là một nhân vật tên là Hoang thì ông trả lời rằng là nếu như mà sau cái ngày mở cửa 1 tháng 10 mà ai đi ra đường mà vẫn không có lý do chính đáng vẫn bị phạt thì kính thưa quý vị, đó vẫn là một trong những cái cách nói hàng hai, là bởi vì cái khoảng cách của cái việc mà có chính đáng khi ra đường hay không là cái khoảng cách nào và nó nằm ở cái biên độ nào. Ví dụ như người ta đi ra ngoài mua bánh mì thì có gọi là chính đáng hay không, hay người ta đi ra ngoài người ta mua mua xăng và đổ vô trong xe có chính đáng hay không, hay là vẫn bị phạt giống như là trên mạng mà những cái thời gian dịch trước đó đã đưa tin. Thì cái chuyện này nó giống như một cái lưỡi hái mà nó cứ treo lơ lửng trên đầu người dân, đôi khi mở cửa nhưng lại thòng cho nhau những cái câu như vậy thì ngay cả tâm lý chúng ta cũng sẽ cảm thấy bất an. Thì chúng ta có thể nhìn nhận đó là một trong những cái nước đôi và nước nói hàng hai của nhà cầm quyền mà họ đang đang nói trong những ngày đầu giãn cách. Và chắc chắn người dân cũng luôn cần có một cái tâm lý rõ ràng từ những cái thái độ cũng như là những phát ngôn của nhà cầm quyền để người dân có thể an tâm và biết mình là đang thực hiện đúng cái chính sách của nhà nước. Bởi vì việc ra ngoài đường chính đáng là như thế nào, gọi là chính đáng thì mình cũng thực sự không biết. Bây giờ nói những cái điều không chính đáng, ví dụ như chạy ra ngoài đường mà không có công ăn chuyện làm gì hết, cứ chạy vòng vòng chơi, thì ngay cả cái bản thân đó người ta nói người ta stress quá, người ta cũng muốn đi ra ngoài đường để cho cái tinh thần người ta không bị suy sụp, thì đó cũng là một lý do chính đáng. Vậy thì lý do không chính đáng là gì? Thì nhà cầm quyền cũng phải cần nêu lên để cho người dân người ta biết và người ta né. Trở lại với người dân mà bị đang mắc kẹt ở những cái chốt chặn thì chúng ta nhìn thấy là có những cái phát ngôn được đăng trên báo của nhà cầm quyền ở dưới Long An, họ nói rằng họ sẽ thương thảo với lại những cái người chủ cho thuê nhà để người ta giảm tiền nhà hay là người ta sẽ bớt tiền nhà gì đó và sẽ có liên hệ trợ cấp hoặc là ứng lương cho những cái người công nhân lao động. Thì lẽ ra cái việc này nó phải là cái việc mà nó đi đầu từ những thời điểm đầu chứ không có đến nỗi mà bây giờ người ta phải chọn cái cách ly hương người ta ra đi. Giống như cái nhà nó cháy rồi chúng ta mới dập lửa thì thực chất là chúng ta sẽ không cứu được gì hết mà chỉ là một hành động chữa cháy tạm thời. Nói chung là mọi thứ đã quá muộn, cái việc mà rời ra khỏi cái nơi mà mình sinh sống là một cái việc thực sự là không ai muốn. Người ta nói an cư lạc nghiệp, nhưng mà bây giờ vô cái tình cảnh đó không phải người ta xách cái xe ra là cái là người ta chạy liền, mà đó là một trong những cái điều mà người ta đã trăn trở trước đó rất nhiều và cũng là một trong những cái sự mà người ta đã chịu đựng và chấp nhận rất là nhiều thứ trong những ngày tháng giãn cách và bị giam chân tại nhà. Thì hành động ra đi của họ chắc chắn không phải là một hành động bồng bột, đó là một hành động có suy nghĩ thấu đáo
việc mà người ta ra đi là bởi vì người ta không còn chịu đựng được nữa về cái vấn đề kinh tế cũng như là cái vấn đề việc làm, lương lực, lương thực, thực phẩm lâu dài. Họ trở về quê để họ có thể bình tâm và nhìn nhận lại cái cuộc sống của mình, có thể là coi lại cái kinh tế và họ có thể họ chọn một cái hướng để họ đi cho đúng trong cái hoàn cảnh xã hội bình thường mới. Thì về mặt cá nhân của Tiến là đó là những cái thông tin mà mình thấy được ở trên mạng và mình chia sẻ với tất cả mọi người. Và mình cũng chia sẻ thêm để mong rằng nhận được tất cả những cái sự chia sẻ lại chân thành của tất cả mọi người, để chúng ta có thể dìu nhau qua cái hành trình bình thường mới mà nhà nước đưa ra. Bởi vì việc mở cửa không có điều gì chắc chắn hơn để đảm bảo về việc là sẽ không có lây nhiễm. Khi sinh hoạt trở lại, người và người bắt đầu trở nên đông đúc, thì việc lây nhiễm hoàn toàn có khả năng. Để chấm dứt cái việc lây nhiễm mà nó hoặc là giảm thiểu thì chỉ có phủ vaccine, và chúng ta vẫn phải trông đợi vô cái chuyện này. Đó là những cái gì mà Tiến chia sẻ với tất cả mọi người. Hy vọng rằng những giây phút đầu tiên của cái Sài Gòn mới giãn cách, và chắc chắn sẽ còn nhiều những cái trở ngại và quan tâm nữa. Tuy nhiên chúng ta nên đón nhận việc giãn cách này như là một trong những việc mà chúng ta có thể đi ra đường và hít khí trời, và chân đỡ cuồng và khoan vội vàng đi vào những cái nơi đông người, cũng như là khoan vội vàng làm một cái điều gì đó hay là đầu tư cái gì đó, bởi vì xã hội chưa thực sự đi vào một cái nhịp sống chung, một cái nhịp sống sôi động của Sài Gòn vốn có, cho để tránh những cái rủi ro. Cho nên thành ra là mọi người phải hết sức bình tĩnh, bởi vì sự rủi ro về y tế hay là sức khỏe của chúng ta liên quan đến Covid nó không còn là ảnh hưởng của cá nhân mà là ảnh hưởng của cộng đồng. Xin cảm ơn mọi người, và khi nghe xong mọi người nhớ nhấn kênh subscribe, đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn, và bây giờ mời mọi người nghe một ca khúc để thay đổi không khí. Xa quê hương tìm đến chốn phồn hoa Sài Gòn, áo thơm môi mỏng
dành hết cho mẹ cho con. Giờ đành xa nơi đây khi quê hương nhiều đau một ngày. Ra đi hay trở về biết làm sao với thế kỷ này. Lưu vong trên quê hương xa Sài Gòn cha nào đâu muốn. Nhưng con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương chạy đêm ngày dù không tiếng súng. Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng. Lưu vong trên quê hương xa Sài Gòn cha nào đâu muốn. Nhưng con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương chạy đêm ngày dù không tiếng súng. Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng.